Ok, hello, xin chào tất cả mọi người và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Công nghệ Biểu Trình của chúng ta. Thì sau hai cái bài chia sẻ chiếc Asus MacBook M2 cũng như là chiếc Asus Mac M2 thì lần này mình cũng đã có sẵn trên tay, đó là chiếc Asus ROG Phone, một chiếc điện thoại chơi game dành cho game thủ nào. Và chúng ta hãy cùng nhau đi vào video nhé. Thì thật may mắn cho chúng ta đó chính là chiếc Asus ROG Phone sẽ được bán chính hãng tại Việt Nam. Và chúng ta vẫn sẽ không cần phải mua máy thông qua đường xách tay. Và còn về mức giá thì hiện tại Asus vẫn chưa có thể công bố, thế nên là mình vẫn chưa thể nào cho bạn biết được thông tin chính xác nhất về giá được. Tuy nhiên thì mình sẽ nói cảm quan về bên ngoài của mình. Thì thứ nhất về phần mặt lưng thì chúng ta sẽ có một cái mặt lưng rất đẹp. Theo như Asus nói công bố của đó chính là mặt lưng của nó được làm không có một cái đố xứng nào cả. Nó được lắp vô rất là lộn xộn, giống như cụm camera này nè. Nó được làm bằng hình 1, 2, 3, 4, 5, 6, bằng hình lục giác, nhưng mà nó lại không có được cái chiều đối xứng cũng như là cái hình thối của nó rất là lạng xì ngầu. Và cũng như là chúng ta vẫn sẽ có một cái cảm biến vân tay ở đây, và chúng ta vẫn sẽ có được cái logo của ROG ở đây. Nó sẽ được đổi màu theo cái tông màu của RGB. Ok, thì nhìn sơ qua phần mặt lưng thì mình đoán rằng những bạn nào là game thủ thì các bạn sẽ cực kỳ thích cái mặt lưng này, bởi vì nhìn nó quá là ngầu và cũng như là nhìn nó cực kỳ chuyên nghiệp. Tuy thiết kế máy cũng có hơi hầm hố xíu, tuy nhiên thì đây là điều mà chúng ta không cần phải bàn cãi khi mà chúng ta nói đến gaming phone. Thì phần cạnh phải thì chúng ta sẽ có cái phím tăng giảm lượng cũng như phím nguồn. Phần cạnh dưới thì chúng ta sẽ có cổng USB Type-C, mic thoại cũng như là jack cắm tai nghe 3.5mm. Phần cạnh trên thì chúng ta vẫn sẽ không có gì cả. Và phần cạnh trái thì chúng ta sẽ có một cái nút cao su để kết hợp với cái bộ ghi mà tí nữa mình sẽ trình bày cho các bạn. Ok, thì quay ra phần mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái màn hình lên tới 6 inch, độ phân giải là Full HD Plus. Thì phần nổi bật nhất đó là chính là chiếc hai dải la được nằm phần trên cũng như là phần cạnh dưới của máy. Hai cái dải la được làm màu cực kỳ tách biệt so với cái thiết kế tổng thể về phần màn hình. Như các bạn có thể thấy là cái phần màu đen về phần màn hình cũng như là phần màu vàng, hai cái dải la nhìn nó cực kỳ ngầu và cực kỳ rất là giống game thủ. Tiếp theo là về phần cấu hình thì nó sẽ được chạy trên của chip là Qualcomm Snapdragon 845 cũng như là nó sẽ có 8GB Adreno 630, và chúng ta sẽ có hai phiên bản là 128GB cũng như là 512GB mỗi trong. Và về chiếc máy này thì mình sẽ chia sẻ cho bạn nhiều nhất đó chính là chiếc Gaming X này. Và cái phần mềm này đó chính là Asus đã tích hợp riêng biệt vô con chiếc ROG Phone này. Thì đó là gì? Thứ nhất đó là nó sẽ cải thiện hiệu suất cho chúng ta khi mà chúng ta chơi game, khi mà chúng ta chơi những tựa game nặng, những tựa game mà cần đồ họa cao. Thì chúng ta vẫn sẽ có được cái hồ sơ trò chơi, thì chúng ta có thể thêm được những tựa game mà chúng ta cần phải tăng tốc ở đây. Và phía dưới chúng ta sẽ có được điều chỉnh tốc độ quạt nè. Và đặc biệt mình thích nhất ở đây đó chính là cái ánh sáng aura này. Chúng ta có thể thay đổi tùy chỉnh ánh sáng ở phần mặt lưng này, nó sẽ thay đổi theo cái ý muốn của chúng ta. Chúng ta có thể thay đổi như là tốc độ chuyển màu chậm, trung bình hoặc là cao, thì hay là chúng ta cũng có thể thay đổi được cái độ sáng của cái logo ở phần mặt lưng. Thì mình đánh giá rất cao về cái thiết kế này của Asus. Ok, thì tiếp theo thì chúng ta vẫn sẽ còn có tính năng là Air Trigger. Thì chúng ta vẫn sẽ có hai cái cạnh bóp ở phía bên này nè. Khi mà chúng ta bóp ngắn thì nó sẽ là một phím max. Còn khi mà chúng ta bóp dài thì nó sẽ cài đặt ở chế độ X, có nghĩa là chúng ta sẽ được ép xung lên một cái xung nhịp cao hơn khi mà mình thử bóp mạnh nè. Đó, khi mà mình bóp mạnh lên thì chúng ta sẽ được bật cái tính năng Gaming X, giúp cho chúng ta cái khả năng chơi game cũng như là khả năng trải nghiệm chơi game cực kỳ hardcore và cực kỳ mượt mà. Ok, thì tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho bạn nhiều hơn về phần camera. Thì có vẻ như là những ai game thủ sẽ không có quan tâm về phần camera mấy. Tuy nhiên thì Asus cũng đã trang bị trên con chiếc máy này rất là nhiều tính năng nổi bật về phần camera. Thứ nhất đó chính là nó sẽ được trang bị hai cái camera, một cái là góc thường và một cái nữa đó chính là camera góc rộng. Đó, như các bạn có thấy là cái góc của nó cực kỳ rộng. Ok, thì ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có chế độ chụp chiều sâu cũng như chụp xóa phông. Chúng ta có thể chụp trước rồi sau đó thay đổi thu độ theo ý thích của chúng ta. Nói chung là về phần camera thì nó cũng không có gì nhiều nổi bật về cái gaming phone này. Ok, vậy là vừa rồi mình cũng đã chia sẻ sơ lược về chiếc điện thoại gaming phone ROG này. Thì tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho bạn về cái công cụ gear này. Ok, tiếp theo thì lần này mình đã được mượn được phụ kiện chơi game của Asus, đó chính là cái tay cầm. Nó giống như là một cái tay cầm PS4 hay là cái tay cầm Xbox vậy. Thì phần này đó chính là phần điện thoại của chúng ta, còn phần này đó chính là phần màn hình đã có sẵn trên chiếc tay cầm rồi. Thì cái phần tay cầm này thì mình đánh giá rất cao về cái khả năng chơi game cũng như là cái khả năng tích hợp hỗ trợ cho chúng ta khi mà chúng ta chơi game ở một chế độ hardcore hơn rất nhiều, thế nên là mình đánh giá rất cao cái sản phẩm này.
thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn chia sẻ cái sản phẩm này nó có gì đặc biệt cũng như nó có gì nổi bật nhé. Ok, thì đầu tiên mình rất thích đó chính là cái tính năng Gem Genie của nó. Thì chúng ta chỉ cần kéo cái phím điều hướng ra thì chúng ta đã có cái công cụ Gem Genie ở đây. Thì đầu tiên thì chúng ta vẫn sẽ có một cái gọi là chế độ khóa. Và tiếp theo thì chúng ta vẫn sẽ có chế độ là không cảnh báo đó, cũng như là chúng ta vẫn sẽ chơi một cách là rất là mượt mà không có bị gặp thông báo nào cả. Tiếp theo thì chúng ta vẫn sẽ có thông tin thời gian thực, cũng như là chúng ta vẫn sẽ có tính năng gọi là khóa độ sáng. Và ra cái bên đây thì chúng ta có rất nhiều chế độ như là tăng tốc nè, ESG, macro ghi hình trực tiếp, tìm kiếm cũng như là hiển thị thang chia tỷ lệ. Thì mình cực kỳ thích đó chính là tính năng ESG. Thì cái tính năng này đó chính là sao? Thì chúng ta vẫn sẽ sử dụng hai cái nút bấm trên này để thiết lập những phím tắt mà chúng ta cần. Ok, thì ví dụ như là mình thiết lập ở phím L1 là ở phím bắn nè, cũng như là cái phím R1 thì mình sẽ thiết lập ở phím nhảy. Thì sau khi mình thiết lập xong thì chúng ta đã có thể sử dụng hai phím này một cách rất là dễ dàng, như là phím đánh nè, còn đây phím nhảy nè. Ôi chết mẹ, bị địch bắn, địch bắn. Thì cũng nhờ cái công cụ này thì trước đây theo như mình sử dụng thì mình sẽ có được là hai ngón khi chúng ta sử dụng mà thôi. Còn đến với bộ gear này thì mình có thể sử dụng thao tác rất là mượt mà bằng 4 ngón tay. Giống như kiểu là mình đang hack game vậy đó, mà chúng ta không cần phải mất rất là nhiều thao tác. Nhờ với bộ gear này thì chúng ta không cần phải mất rất nhiều thao tác, cũng như là chúng ta không cần phải sử dụng hai ngón cái bấm loạn xạ trên màn hình này cả. Ok, thì tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho bạn nhiều hơn, đó chính là về cái nhiều công cụ trên này. Thì đầu tiên thì chúng ta vẫn sẽ có công cụ tăng tốc. Ok, thì tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ cho bạn nhiều hơn về những tính năng đặc biệt trên cái công cụ này. Thì chúng ta vẫn sẽ có cái công cụ như là macro nè, ghi hình trực tiếp dành cho những bạn nào muốn làm livestream hoặc không những bạn nào muốn làm một streamer sau này chẳng hạn. Ngoài ra thì ta vẫn sẽ có tìm kiếm thẳng bên trong cái từ game này luôn. Đó, giống như là ví dụ mình vừa chơi, mình vừa tìm kiếm một số công cụ như là B channel chẳng hạn đó. Mình có thể tìm kiếm ngay cả khi B channel ở đây. Nói chung là nhiều cái rất là nổi bật và đặc biệt. Chết mẹ, bị bắn rồi. Ok, thì tiếp theo chúng ta vẫn sẽ có gì nhờ? Thì chúng ta vẫn sẽ có hiển thị thang chia tỷ lệ. Mình cũng không biết cái này là như thế nào nữa. Ok, thì cái hiển thị thang chia tỷ lệ này nó sẽ hiển thị ra những tỷ lệ màn hình, kích thước để cho chúng ta không phải bị cắt xén hay là không phải bị mất một cái phần chi tiết nào trên này. Thì tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ phải khởi động lại, sau đó chúng ta vẫn sẽ phải khởi chạy lại cái ứng dụng này thì chúng ta mới có thể thấy được sự khác biệt. Ok, vậy là vừa rồi mình cũng đã chia sẻ cho bạn về cái bộ gear chơi game này của Asus. Thì mình đánh giá cao cái bộ gear này bởi vì nó sẽ có một cái thiết kế khá là giống tay cầm, giúp cho chúng ta cầm nắm cực kỳ thoải mái và cực kỳ thuận tiện. Thì các bạn nghĩ sao về cái sản phẩm này, cũng như là các bạn sẽ mua cái bộ gear này về chơi game hay không? Hãy để lại phần comment phía dưới cho tụi mình biết nhé. Và cũng như là các bạn thấy thích video này thì đừng quên bấm like để làm subscribe cho kênh video này nhé. Và mình là Sơn, mình đến từ Beginner, và xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video sau.